Xin chào nghệ nhân Hương nhá. Nay rất mong muốn được nghe một kể làn điệu cũng như là ca khúc của nghệ nhân Hương gửi tới với các bạn một bài then nhỉ? Hát then nhỉ? Rồi. Hát then. Đấy. Đấy, dân tộc Tày đúng bản sắc. Các cháu có muốn lên truyền hình không? Biết đâu sau này là chú làm người gắn Giới thiệu với mọi người, hôm nay là Trường Lý rất là vui được giao lưu với một nghệ nhân ở bản làng Hôm Tây, bản Lạn, thị trấn Yên Phú. Đây là nghệ nhân Thầy Hương nhỉ. Bây giờ Thầy Hương sẽ thể hiện một bài gì nhỉ? Bản Nọng Tỏ Xuân. Bản Nọng Tỏ Xuân, đúng rồi, đúng bản sắc dân tộc Tày của mình luôn. Rồi ok, xin mời thầy. Ra đây. Chưa được đúng không? Không được nữa, không ấy nhỉ. Không được. Rồi, không nói nữa. Bây giờ lên nha. Bắt đầu đúng không? Xin cảm ơn. Hoan hô, cảm ơn nha.
Anh ơi, xin được hỏi anh một tí. Anh tên là gì? Anh đến từ thôn nào của bản làng? Rồi vừa rồi các bạn vừa được nghe những cái làn điệu dân ca cũng như là những cái làn điệu hát then của các nghệ nhân ở thôn Bản Lạn nơi đây. Nếu bạn thấy các làn điệu dân ca ở đây hay và vui thì các bạn hãy nhớ cho Trường Lý xin một like và một subscribe đặt tay. Rồi xin cảm ơn nghệ nhân nhé. Rồi cảm ơn nghệ nhân và các em trong hộ đoàn rất là tuyệt vời. Rồi cảm ơn nhé. Rồi.